Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng cho chương trình thời sự lúc 21 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay 30 tháng 7 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực này. Ngày 30 tháng 7, ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Những năm gần đây, số vụ mua bán người tuy được kiềm chế thế nhưng thủ đoạn phạm tội lại diễn biến phức tạp hơn. Hội chứng self-harm, tự hại, một hội chứng cực đoan gắn liền với trầm cảm cần phải được nhận thức đúng đắn. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 30 tháng 7, Hội nghị toàn quốc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ tổ chức đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước tới nay về đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp để xác định rõ các giải pháp trước mắt và lâu dài thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Khó khăn về tiếp cận đất đai để tổ chức sản xuất, khó tiếp cận tín dụng đi cùng với thuế và phí chưa hợp lý. Ngoài ra là khó khăn về giống cây trồng vật nuôi và thị trường tiêu thụ không bền vững. Đây là 5 trong số 10 khó khăn của các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đang gặp phải, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra tại hội nghị. Tuy nhiên, những khó khăn này tiếp tục được chỉ ra cụ thể hơn. Khoảng 5 năm nữa, các doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng 100.000 hectare thì cũng chỉ chiếm chưa đầy 1% đất nông nghiệp cả nước. Như vậy vấn đề hiện nay là gì? Đất nông nghiệp chúng ta gần 90% vẫn do họ cá thể làm. Điều đó là chưa tương thích về mô hình phát triển. Chúng tôi đề nghị là ngân hàng nhà nước là nên có cái chương trình bố trí vốn chung và dài hạn cho đầu tư cà phê hòa tan. Là vì nếu mà muốn đầu tư 3.000 tấn cà phê hòa tan, công suất 3.000 tấn thì chúng ta phải đầu tư vào đấy độ khoảng 25 cho đến gần 30 triệu đô. Nhân đây tôi nói, cái chuỗi giá trị của cà phê Việt Nam là bất hợp lý nhất. Chúng ta bán thô chỉ thu được rất ít mà thôi. Còn lại giá trị gia tăng, nó nằm ở nước ngoài hết, nó nằm khâu chế biến hết. Chúng ta chỉ thu được vài ba tỷ đô la, trong khi giá trị nếu chế biến tốt có thể lên đến 12 tỷ đô la. Tôi chỉ nói như vậy. Chúng ta phải làm cái điều này. Đó là chính câu hỏi đặt ra cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam, mà cà phê liệt trong là tốt nhất hiện nay và thăng hoa nhất hiện nay. Việt Nam đủ điều kiện để làm một cái bếp ăn tử tế cho thế giới, nhưng trước hết hãy làm một cái bếp ăn tử tế cho người Việt đã. Và rất nhiều người nói rất khó tiếp cận vốn. Nhưng tôi đứng về vai ngân hàng tôi nói thế này. Chúng tôi đi tìm được một nhà đầu tư về nông nghiệp rất là khó. Để cho họ vay vốn rất là khó. Trả lời kiến nghị của nhiều doanh nghiệp về đất đai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tới đây chính phủ sẽ tổng kết các mô hình tích tụ và tập trung dụng đất ở một số địa phương và sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi luật đất đai. Thủ tướng nêu rõ, hoàn thiện thể chế chính sách đầu tư vào nông nghiệp là yêu cầu cấp bách, khi mà nông nghiệp còn dư địa phát triển rất lớn. Và nhiều tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam chuyển sang đầu tư vào nông nghiệp là xu hướng đáng mừng, thể hiện tiềm năng phát triển của nông nghiệp. Một vấn đề khác cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đó là thị trường và chất lượng sản phẩm nông sản. Vì nếu Việt Nam muốn trở thành một bếp ăn của thế giới, thì không những phải có một nền nông nghiệp có năng suất cao, mà còn phải là nền nông nghiệp sạch. Đồng thời, tất cả các cơ quan thương vụ cần tập trung xúc tiến và mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường lớn, nhất là Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định lại quan điểm nhà nước phải trao quyền cho thị trường nhiều hơn, còn chính phủ chỉ đóng vai trò kiến tạo, tức là tạo điều kiện và hỗ trợ, chứ không phải làm thay vai trò của thị trường. Từ quan điểm này, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nhân hãy phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, cùng nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng chính phủ và người dân đưa các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn. Cũng trong sáng ngày 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurier đang thăm chính thức Việt Nam. Hợp tác Việt Nam-Argentina 45 năm qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thương mại song phương đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, tăng gấp 10 lần trong một thập kỷ qua. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Argentina nhanh chóng triển khai các thủ tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của Việt Nam như vải, thanh long, nhãn, xoài. Bộ trưởng Faurier khẳng định Argentina coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn mở rộng hơn nữa về kinh tế thương mại và hợp tác kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối doanh nghiệp. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ và cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao,
thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, dược phẩm, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, an ninh quốc phòng, du lịch. Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Cũng trong chiều cùng ngày, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Jorge Faurier, trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị Argentina hỗ trợ tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của nước này và giao lưu nhân dân, coi đây là kênh quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi gặp gỡ doanh nghiệp FDI. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm nay, thì tổng số vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đạt 853 triệu đô la Mỹ, trong đó có 98 dự án mới với tổng số vốn là hơn 490 triệu đô la Mỹ. Bình Dương cũng là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư nhiều tại tỉnh Bình Dương là các doanh nghiệp của Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Tại buổi gặp gỡ, vấn đề vướng mắc lớn nhất của các doanh nghiệp xoay quanh quy định người lao động được làm thêm không vượt quá 300 giờ trong một năm. Bên cạnh đó thì những khó khăn khác như là quy định mới về thông quan, việc áp dụng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài cũng được quan tâm không kém. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã lắng nghe, tiếp thu và sẽ có ý kiến với các bộ ngành để tìm ra giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã cung cấp cho các cơ quan chức năng danh sách hơn 200 doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu phế liệu. Thế nhưng danh sách của các doanh nghiệp do các Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép thì vẫn chưa có. Điều này khiến cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh càng khó hơn trong việc xác định doanh nghiệp nào đủ điều kiện nhập khẩu. Đây là thông tin quan trọng được Tổng cục Hải quan công bố trong cuộc họp báo về công tác quản lý hải quan đối với phế liệu nhập khẩu được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội. Theo Tổng cục Hải quan, số lượng phế liệu nhập khẩu năm 2017 tăng hơn 2 lần năm 2016. Đặc biệt chỉ 5 tháng đầu năm nay đã tăng gấp gần 2 lần của cả năm trước. Nếu lấy mẫu để kiểm tra theo thông tư 43 thì phải dỡ hàng của tất cả các container và đây là việc bất khả thi. Ngay cả khi hải quan yêu cầu mở container để lấy mẫu kiểm định thì các doanh nghiệp nhập khẩu cũng phản ứng gay gắt vì cho rằng bị cơ quan này gây khó. Mặt khác, do Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa đưa ra danh mục các doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập phế liệu lên cổng thông tin một cửa quốc gia, mà doanh nghiệp đến làm thủ tục nhập khẩu chỉ cần mang hồ sơ giấy, khiến hải quan không đủ cơ sở xác định doanh nghiệp nào đủ điều kiện nhập khẩu. Cơ quan hải quan sẽ tiếp tục áp dụng các cái biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật để làm sao mà chỉ những phế liệu sạch, phế liệu đủ quy chuẩn môi trường và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp và chứng nhận cho phép thì mới được làm thủ tục nhập khẩu. Chỉ sau nửa tháng, qua siết chặt quản lý, hải quan đã phát hiện 11 container hàng phế liệu cấm nhập, trong đó có một container cất giấu 119 kg cocaine. Cơ quan hải quan còn phát hiện nhiều trường hợp giả giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường để nhập khẩu hàng chục nghìn tấn phế liệu và đã khởi tố chuyển cơ quan điều tra một trường hợp. Hiện tại có trên 5.000 container phế liệu không đủ điều kiện thông quan hoặc doanh nghiệp bỏ hàng, khiến nhà nước có nguy cơ phải tốn lượng kinh phí không nhỏ để tiêu hủy. Tiếp tục sẽ là một thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, tại miền Bắc thì mưa sẽ vẫn tiếp diễn trong đêm ngày 30 và ngày 31 tháng 7. Hiện lũ trên sông Bùi qua Hòa Bình và Hà Nội đang lên. Dự báo là trong đêm 30 và ngày 31 tháng 7, miền Bắc tiếp tục có mưa, khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang có mưa rất to. Hiện tại, mực nước trên sông Bùi qua Hòa Bình và Hà Nội đang lên và dự báo là sẽ tiếp tục lên. Ngập úng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, ven sông thuộc các huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Lương Sơn, Hòa Bình và sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trước diễn biến trên, thì Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã gửi công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội và Hòa Bình cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và địa phương, chủ động các biện pháp phòng tránh. Trong phần tiếp theo của chương trình, ngày 30 tháng 7, ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Những năm gần đây, số vụ mua bán người tuy được kiềm chế, thế nhưng thủ đoạn phạm tội lại diễn biến phức tạp hơn. Hội chứng self-harm, tự hại, một hội chứng cực đoan gắn liền với trầm cảm, cần phải được nhận thức đúng đắn.
cần sớm ban hành chính sách đối với người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học thế hệ thứ 3 từ người tham gia kháng chiến chống Mỹ. Đây là chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại hội nghị đánh giá thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về giải quyết hậu quả chất độc hóa học tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 7. Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, khắc phục hậu quả chất độc hóa học đã và đang được cả hệ thống chính trị quan tâm, nhưng kết quả chưa cao và nguồn lực còn thấp. Vẫn còn cấp ủy chưa cụ thể hóa chương trình hành động, hồ sơ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở một số địa phương còn tồn đọng. Do vậy, các cấp ủy, bộ ngành và các hội liên quan phải chỉ đạo sâu sát hơn, tránh hình thức, tiếp tục có hình thức phù hợp trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, trú tại Đà Nẵng, Phan Hữu Tuấn, trú tại Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Bộ Công an đã nghỉ hưu, và Nguyễn Hữu Bách, trú tại Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Vào cuối giờ chiều cùng ngày, hội đồng xét xử đã đọc bản tuyên án đối với các bị cáo. Cụ thể, Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 9 năm tù giam, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù giam và Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù giam. Thưa quý vị, nhân ngày toàn dân phòng chống mua bán người ngày 30 tháng 7, sáng nay đã diễn ra hội thảo rà soát công tác thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2018 tại Hà Nội. Hội thảo do Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức. Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực đầu năm nay quy định về tội phạm mua bán người nhưng chưa có văn bản hướng dẫn nên việc xác định thủ đoạn khác trong vụ mua bán người và nạn nhân là rất khó. Nhiều nạn nhân bị lừa bán từ nước ngoài trở về Việt Nam, không đến cơ quan công an trình báo, tố giác tội phạm hoặc không hợp tác với cơ quan công an do mặc cảm về nhân phẩm, danh dự, sợ bị trả thù. Nhiều vụ án mua bán người thường bị tạm đình chỉ hoặc là kéo dài do người bị hại vẫn ở nước ngoài. Công tác xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, xử lý đối với tượng phạm tội gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng tội phạm đang mở rộng lừa bán các đối tượng sang các nước châu Á, châu Phi. Tuy nhiên thì Việt Nam chưa ký kết thỏa thuận hợp tác với các quốc gia này trong phòng chống tội phạm mua bán người. Vâng, có thể thấy giữa thế kỷ 21, thế nhưng nạn buôn bán người thì vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng nhìn lại tình hình tội phạm buôn bán người tại Việt Nam trong năm vừa qua với những diễn biến ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Năm 2017, Việt Nam phát hiện ra 376 vụ việc với gần 1.000 nạn nhân. Gần 500 đối tượng phạm tội bị phát hiện, song song với việc giải cứu, xác minh, tiếp nhận gần 1.500 trường hợp. Số vụ việc giảm so với năm 2016, nhưng thủ đoạn phạm tội có chiều hướng phức tạp hơn. Bên cạnh lừa bán mại dâm, làm vợ, đẻ thuê đối với nhóm phụ nữ, nhiều nam giới đã trở thành những nô lệ hiện đại khi trở thành nạn nhân trong các đường dây buôn bán người trên biển. Thời gian gần đây cũng xuất hiện nạn buôn bán trẻ em sơ sinh mà Việt Nam trở thành điểm trung chuyển sang Trung Quốc hay Campuchia. 75% nạn nhân Việt Nam bị mua bán sang địa bàn Trung Quốc, khoảng 11% sang Lào và Campuchia. Số còn lại bị đưa qua các nước khác bằng đường hàng không và đường biển. Qua những thống kê vừa rồi thì có thể thấy tuy số vụ buôn bán người có giảm đi trong những năm gần đây, thế song hình thức, thủ đoạn phạm tội lại có phần nguy hiểm hơn và ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Trước thực tế đó cũng đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có các biện pháp hiệu quả hơn đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán người. Và để làm rõ những vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Trịnh Ngọc Dương, Phó trưởng phòng phòng chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên, ông có thể chia sẻ về tình hình tội phạm buôn bán người tại Việt Nam trong những năm gần đây thì có diễn biến mới như thế nào được? Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 thì cái tình hình tội phạm mua bán người thì cơ bản là được kiềm chế. Thì cái số vụ mà xảy ra và số nạn nhân được phát hiện và được giải cứu cũng đã giảm. Thế nhưng mà tình hình các vụ án mua bán người cũng diễn biến vẫn là phức tạp. Phương thức thủ đoạn cũng như là cái tính chất
của nó là vẫn là nghiêm trọng. Có những phương thức thủ đoạn lừa đảo mới nào được loại hình tội phạm này sử dụng không? Về phương thức thủ đoạn của nó là lợi dụng triệt để công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng để các đối tượng là lừa gạt các nạn nhân đưa đi bán sang nước ngoài như Trung Quốc và các nước là để làm vợ bất hợp pháp, là làm gái mại dâm. Đáng nổi lên là cái tình hình cái tội phạm mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An, và các đối tượng tội phạm lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết, cái sự khó khăn của gia đình nạn nhân, nó đi tới vào những cái buôn bán, gặp những cái gia đình bà mẹ mà có bầu khó khăn để dụ dỗ rủ rê bán con cho những cái người có nhu cầu ở Trung Quốc. Thế thì các đối tượng mới đưa những cái người phụ nữ mà có bầu này qua bên biên giới và sanh đẻ tại bên Trung Quốc, sau đó là bán những cái trẻ em này. Đối tượng người Trung Quốc đưa những người có nhu cầu qua Campuchia, sau đó mang bầu rồi đẻ thuê tại Campuchia cho những người đàn ông phụ nữ Trung Quốc. Đưa những em bé mới có vài ngày tuổi đến một tháng tuổi từ Campuchia về Trung Quốc thì thông qua cái địa bàn của tuyến của Việt Nam chúng ta đi đường bộ. Đánh giá của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức Interpol thì nó trong những năm gần đây nổi lên là cái tình hình tội phạm mua bán người ở trên biển, quốc tế người ta gọi là nô lệ thời hiện đại, ở trên trong cái lĩnh vực là đánh bắt thủy sản, lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của những cái người dân hoặc là những cái người mà chưa có công ăn việc làm để tiếp cận được với nạn nhân và đưa ra tàu đánh bắt cá, thì các đối tượng nhận tiền trực tiếp từ những cái người chủ tàu, lương ứng trước cho cái người lao động. Thế thì sau đó thì những khi mà những cái người lao động mà lên trên tàu đánh bắt xa bờ thì người ta bị bóc lột, bị ép phải lao động mà không có được cái trả lương xứng đáng. Cuối tháng 12 năm 2017, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã đột nhập tàu cá BV5969 do Trần Thế Tây ở Kiên Giang làm chủ, giải cứu thành công 4 người lao động miền Tây. Họ đều bị Nguyễn Ngọc Trung đưa từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng bán với giá 15 triệu đồng một người. Trước đó, Trung mua của Trần Văn Vũ với giá 3 triệu đồng với mục đích mua đi bán lại. 4 người bị chủ tàu cá khống chế, ép làm việc mười mấy giờ mỗi ngày, không trả tiền công, ăn uống kham khổ, đánh chửi thậm tệ. Thì gần đây có xuất hiện cái người lao động đánh bắt trên biển có cái biểu hiện, tức là buôn bán người, buôn bán cái sức lao động. Và đây cũng là những lĩnh vực mới. Trước đây thì nó chỉ là một cái gọi vấn nạn. Nhưng bây giờ vấn đề buôn bán người trở thành vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, thành các cái đường dây khép kín trong và ngoài biên giới. Theo hãng tin AP, tình trạng nô lệ đánh cá trên biển trong khu vực Đông Nam Á từng rất nhức nhối. Bọn buôn người bề ngoài là tuyển dụng lao động để làm thợ trên công trường xây dựng ở Bangkok, nhưng sau đó đem bán họ làm nô lệ đánh cá trên các tàu cá cắm cờ Thái Lan. Lực lượng phòng chống mua bán người của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam tuy mới thành lập chưa được một năm nhưng đã phát hiện hơn 100 vụ, giải cứu gần 300 nạn nhân. Bên cạnh Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, đây là cơ quan quan trọng trong việc đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm buôn bán người. Và chúng ta đã có những biện pháp đấu tranh như thế nào với loại hình tội phạm này? Nhiều nạn nhân cũng rất hạn chế trong cái việc tố giác, đặc biệt là nạn nhân cũng không có am hiểu được cái ngôn ngữ nước ngoài, tiếng nước ngoài, cho nên là có muốn tố giác cũng không thể tố giác được ở bên nước sở tại. Mà thông thường thì các nạn nhân thì là phải gọi về gia đình thông qua Zalo, WeChat, Facebook, thì gia đình lúc đấy thì mới tố giác lên cơ quan điều tra. Thế tuy nhiên người ta cũng không biết người ta đang ở đâu. Cơ quan điều tra sẽ hướng dẫn cho gia đình cũng như cho người bị hại cái phương pháp kết nối qua Zalo, qua Facebook, qua WeChat để định vị được cái vị trí nạn nhân tại nước bạn. Chúng tôi mới có thể hợp tác quốc tế và đề nghị cảnh sát nước bạn giải cứu nạn nhân một cách nhanh nhất. Bản chất và cái đặc trưng cái loại tội phạm mua bán người này, cho nên là Cục Cảnh sát Hình sự đặc biệt tăng cường cái sự hợp tác quốc tế. Chúng tôi có những cái quan hệ hợp tác thông qua cái kênh Interpol đấy, hoặc là thông qua cái kênh là đầu mối, cán bộ đầu mối, hoặc là chúng tôi nằm trong cái nhóm chuyên gia của chống tội phạm mua bán người của Interpol, và chúng tôi kết nối được cái mạng lưới của các sĩ quan liên lạc của cảnh sát các nước mà địa bàn mà tội phạm mua bán người thường xuyên mua bán trao đổi qua lại với nhau. Khi cần, rất nhanh có thể là kết hợp ngay với lực lượng cảnh sát hình sự nước bạn đối với cái tội phạm mua bán người, thì chúng tôi làm sao mà xác lập được những cái chuyên án
để mà đấu tranh triệt phá, bóc gỡ, bắt giữ các đối tượng mua bán người, giải cứu nạn nhân ở nước bạn và bắt giữ đối tượng trong nước cùng một lúc. Thì như thế, thì chính như thế là nó mới tính hiệu quả và cái tính tác động răn đe thì nó mới cao được. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thì bệnh trầm cảm được xác định như một căn bệnh tâm lý xã hội nguy hiểm hơn cả các căn bệnh nan y. Theo số liệu của Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, số người tự tử do trầm cảm tại Việt Nam mỗi năm là khoảng 40.000 người. Thế nhưng có một hội chứng cực đoan gắn liền với trầm cảm mà ít người biết đến, đó là hội chứng self-harm, tạm dịch là tự hại hay là tự ngược đãi bản thân. Chúng ta ít nghe nói tới hội chứng này, bởi nó chỉ được phát hiện khi mà hậu quả mà nó mang lại cho người bệnh đã trở nên quá rõ ràng và nguy hiểm đến mức mà họ không còn có lý do hay động cơ nào để che giấu nữa. Có một thực tế là những hành vi của người tự hại, chủ yếu là những người trẻ tuổi, là bị coi thường hoặc là hiểu sai lệch trong gia đình và cộng đồng, khiến cho hành vi này trở nên phức tạp, khó đoán và dễ lây lan. Phóng sự sau đây mong muốn mang đến một cái nhìn khách quan và có cơ sở khoa học để cộng đồng, mà đặc biệt là những người làm cha làm mẹ có thể nhận thức đúng đắn hơn về hội chứng self-harm. Nhà tôi có thiên truyền thống, học rất giỏi, vấn đề là tôi không học được, tôi học rất là tệ. Bố mẹ tôi ghét tôi, bạn bè tôi ghét tôi, cô giáo tôi ghét tôi, cả nhà nội tôi ghét tôi. Và điều đấy cũng làm tôi cảm thấy tự ghét bản thân mình. Chỉ cần là hành hạ bản thân là được ấy. Tự đập đầu vào tường, bứt tóc, cào cấu bản thân, bỏ đói bản thân, biết mình đói, tay chân run rẩy và kệ. Tự làm đau mình, tự nhìn thấy máu của mình, tôi cảm rất thỏa mãn. Mình vừa tự trừng phạt mình do những việc mình đã làm, mình quá vô dụng, cảm thấy mình đúng như những gì bạn tôi nói lại tôi nói lớp. Thì làm sao mà lý giải được là tôi làm thế, tại vì tôi ghét bản thân mình đến mức của tôi chỉ muốn cắt hết tất cả ra. Đó là những mẩu chuyện điển hình của người tự hại được gửi tới phòng khám đa khoa Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội. Trong một ngày, chuyên viên tâm lý này thường trả lời trung bình hơn 1.000 tin nhắn hỏi về tâm bệnh, chủ yếu của các bạn trẻ khoảng 18 tuổi. Thế nhưng cũng trong một ngày, chỉ có 2 bệnh nhân trực tiếp đến phòng khám điều trị tâm lý và hầu hết là khi vết thương mà họ tự gây ra đang đe dọa sức khỏe, thậm chí là tính mạng của họ. Những bệnh nhân khác ví dụ như là trầm cảm này, ví dụ như là rối loạn lưỡng cực này, tâm thần phân liệt này, họ có thể kiểu sử dụng thuốc. Nhưng ở đây là một vấn đề mà nó vừa là hành vi vừa là nhân cách mà nó rất phức tạp. Họ nghĩ những gì mà bác sĩ có thể làm ấy, đấy là lắng nghe thay vì có thể thay đổi cái hiện tại này. Self-harm, tự hại hay ngược đãi bản thân là một biểu hiện rối loạn về hành vi đi kèm với căn bệnh rối loạn cảm xúc mang tên trầm cảm. Self-harm phổ biến nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên. Không dễ để nhận ra những người mắc hội chứng này bởi họ không có đặc điểm nhận dạng chung, ngoài những vết sẹo mà họ thường cố che giấu rất kín. Mọi người xung quanh bây giờ thường nghĩ rằng các bạn ấy làm như thế để làm màu hoặc là làm thành trung tâm chú ý. Nhưng mà chuyện đấy hoàn toàn không đúng. Sang chấn tâm lý và trạng thái ức chế cảm xúc mạnh hoặc kéo dài liên quan đến thất vọng, lo âu, tức giận, thiếu thốn tình cảm là nguyên nhân chủ yếu của hội chứng này. Hành vi tự gây tổn hại thường thấy nhất là dùng những vật sắc nhọn cắt vào cơ thể của mình để thấy máu chảy ra. Khi mà mình lấy một cái vật sắc nhọn mình cắt vào cơ thể mình ấy, thì cơ thể mình tự sản sinh ra adrenaline để làm giảm đau, để giữ cho mình kiểu bình tĩnh hơn. Cái cảm giác mà mình có thể cảm nhận được cái sự bình tĩnh đấy khiến cho thân chủ hoặc là những cái người mà sao ham nghiện hoạt động đấy. Mới ở tuổi đôi mươi, nhưng bạn trai này đã phải tìm đến giải pháp cực đoan là tự hại để kết tội bản thân vì áp lực học hành từ chính gia đình và sự chế giễu của bạn bè. Tôi đã từng nghĩ về việc tự tử. Nếu như mà bác tôi không đến nuôi tôi đã tự tử. Được người bác cho đi học võ, bạn trai này đã dần lấy lại được niềm tin vào bản thân. Và lần đầu tiên bạn đã được danh hiệu học sinh giỏi. Các bạn mà tự hại thường là chịu đựng cái việc là chế giễu, xúc phạm từ các bạn bè xung quanh và thậm chí là từ trong gia đình. Chúng ta phải tôn trọng cái quyền về thân thể của mỗi người, kể cả con mình, cho dù là đứa con do bố mẹ đẻ sinh ra, nhưng mà các bạn ấy cũng có những cái quyền, những cái phẩm giá của mình. Tự hại là một vấn đề mang tính xã hội mà các chuyên gia tâm lý gọi là căn bệnh thế kỷ. Những vết cắt sẽ ngày một sâu hơn, nguy hiểm hơn khi những vết cắt cũ không còn đủ để giải tỏa nỗi đau nội tâm của người bệnh.
Một người mắc tâm bệnh có thể tự hại mình, nhưng không thể tự mình chiến thắng được bệnh tật nếu như không có sự giúp đỡ, lắng nghe và thấu hiểu của gia đình, bạn bè và cả cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.